Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Canada bắt đầu lạnh rồi quý vị ơi, ban đêm đã xuống đến -3 và -5 độ, cho nên vườn tược, hoa cỏ đều không có còn tươi tốt nữa và đang chờ đợi cơn tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Cuộc sống bình thường ở thôn quê thì đón nhận tất cả những cảnh thời tiết trời nắng đẹp vẫn còn, Thủy vẫn còn đi dạo trên đường được, nhưng mà những cái chỗ mà người ta trồng đậu nành hoặc là trồng bắp họ đã thu hoạch hết, bây giờ chỉ còn là đồng không mông quạnh. Năm nay trời ấm lâu hơn, cho đến giữa tháng 11 rồi mà vẫn chưa có tuyết, khác với mỗi năm là cuối tháng 10 là tuyết đã đầy trời rồi đó quý vị. Cho nên năm nay coi như là năm có mùa hè rất là dài, nghĩa là trời nắng ấm kéo dài hơn một tháng của những năm trước. Đó cũng là một cái niềm vui cho những người nơi xứ lạnh, tại vì họ chưa có phải mặc những cái chiếc áo dày, đội nón, mang bao tay để đi ra ngoài. Hôm nay thì Thủy xin được giới thiệu đến quý vị cây sương rồng, lá sương rồng, ở tiếng Anh gọi là cactus pears, có nghĩa là cây này nó sẽ cho trái. Cái trái nó giống như là trái thanh long nhưng mà nhỏ hơn, và ăn thì cũng ngon thơm như thanh long, nhưng mà họ thì cứng và bự hơn hột của thanh long. Lá của sương rồng thì dùng để nấu ăn. Thường những người ở vùng sa mạc họ không có trồng trọt rau cỏ được, thì họ trồng cây sương rồng này để mà lấy lá ăn. Cây sương rồng này thích hợp với thời tiết của sa mạc, ban ngày thì rất là nóng, còn ban đêm thì cũng rất là lạnh. Cho nên nếu quý vị trồng ở trong nhà như Thủy thì cây vẫn phát triển bình thường, mặc dù chậm hơn như là ở ngoài trời có sương có gió. Đầu tiên Thủy trồng là Thủy đi ra tiệm mua hai cái lá ở tiệm bán thực phẩm. Thủy về cắm cho ra rễ, và sau 3 năm thì bây giờ Thủy đã thu hoạch được những cái lá sương rồng rất là to, to bằng cái rổ đấy quý vị. Một lá là đủ để xào ăn cho một ngày. Hôm nay thì Thủy chuẩn bị làm sạch lá sương rồng và xào tỏi. Xào tỏi là cái món dân gian của người Việt mình, món gì cũng xào tỏi được, như là đậu bắp xào tỏi, rau muống xào tỏi, đọt bầu đọt bí xào tỏi, vân vân và vân vân. Khi mà quý vị làm sạch cái lá sương rồng, quý vị nhớ mang bao tay vào nha, tại vì gai của sương rồng mà nó đâm vô tay khó lấy ra lắm, và nó rất là đau khó chịu. Và khi làm sạch rồi, gỡ hết gai ra rồi, quý vị có thể ăn sống, làm gỏi, chiên với trứng hoặc là xào tỏi như Thủy làm đây. Lần sau Thủy sẽ làm món gỏi sương rồng gửi đến quý vị. Người Mỹ Tây Cơ coi như món này là cái món đặc sản của họ. Ở những cái tiệm rau củ của người Mỹ họ bán lá này rất là nhiều. Ở Canada thì Thủy tìm chỉ thấy được ở 1-2 tiệm mà thôi, chứ không phải là tiệm nào cũng có bán đâu. Nó rất là dễ trồng. Mùa đông thì ở trong nhà cho nên nó phát triển chậm hơn. Mùa hè Thủy đem ra ngoài tưới nước đầy đủ thì sương rồng cho lá rất là nhiều, cho nên năm nay Thủy thu hoạch rất là nhiều. Và khi hái lá rồi, nếu quý vị để trong tủ lạnh có thể tốt đến khoảng 6-8 tuần. Còn nếu như mà quý vị để phía ngoài không có bảo quản bằng tủ lạnh thì có thể để được 4 tuần, để cho cái mà mình mới cắt ra thì cái nhựa nó vẫn còn ra, và khi nào cái nhựa nó khô đi trong khoảng 1 tuần thì lúc đó coi như là cái lá nó được bảo quản cho một thời gian lâu hơn, không bị hư. Hôm nay thì Thủy xin gửi đến quý vị là Thủy bắt đầu làm sạch cái lá sương rồng. Theo Thủy thấy thì nếu cái lá già, quý vị có thể gọt bỏ cái vỏ ngoài, tại vì khi mà quý vị xào lên
nó lâu mềm lắm. Còn những cái lá non thì mình không phải bào bỏ cái lớp ngoài. Nhưng nếu quý vị ăn sống hoặc xay ra uống thì không cần phải gọt bỏ cái vỏ xanh, tại vì cái vỏ đó nó có rất là nhiều sinh tố và fiber. Lá xương rồng này nó có cái chất nhớt nhớt như là đậu bắp, và nó ra cái chất nhựa cũng như alo. Cái chất nhựa của alo nó đắng, nhưng mà cái chất nhựa của xương rồng này không có đắng, nhưng mà nó ăn được chứ không có độc. Nếu quý vị nào không thích cái độ nhớt của lá xương rồng, quý vị có thể trụng sơ với nước nóng rồi lấy ra xào tỏi hoặc là làm salad. Nhưng mà Thủy thích làm salad bằng lá xương rồng còn sống chứ không có luộc. Hôm nay thì Thủy luộc rồi cho nên Thủy sẽ xào tỏi để gửi đến quý vị thưởng thức. Ăn giống như là đậu ve xanh, cũng có mùi vị như là đậu bắp, nhưng mà nó có cái cá biệt riêng rất là thú vị. Nếu có dịp quý vị ăn thử. Thủy nghe nói là lá xương rồng này nó cũng có nhiều cái chất bổ dưỡng cho sức khỏe của mình. Nhưng mà theo Thủy thấy thì rau cải nào, rau củ nào cũng đều tốt cho sức khỏe của mình cả. Thủy mong rằng quý vị thích những cái video của Thủy. Nếu quý vị thích, xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video kế tiếp. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.